Theo tiết lộ của Diego Fagan, tiền đạo này phải khâu tới hơn 20 mũi ở chân trái sau một pha va chạm ở trận đấu gặp Hà Nội FC mới đây. Đó là một tình huống vào bóng khá mạnh của đồng đội Diễm Mi Linh, vô tình khiến Fagan bị rách một vết dài ở vùng ống đồng. Rất may, vết thương này không ảnh hưởng đến xương. Với diễn biến này, tiền đạo người Jamaica nhiều khả năng không thể góp mặt trong trận đấu tới của Hải Phòng khi họ đến làm khách trên sân của Becamex Bình Dương vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng đất Cảng, bởi Fagan luôn là chân sút chủ lực của họ trong nhiều mùa giải qua.